Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước đã triển khai kịp thời gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ở Nghệ An, tiến độ triển khai chính sách này như thế nào và việc ra soát đối tượng phải tiến hành ra sao để đảm bảo công bằng không bỏ sót đối tượng? Trong chuyên mục đối thoại với cử tri ngày hôm nay, chúng tôi đã mời ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội để giải đáp những thắc mắc này. Vâng, xin cảm ơn ông Vinh Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội đã nhận lời tham gia chương trình chuyên mục đối thoại với cử tri ngày hôm nay. À, thưa ông Vinh Ngọc Quỳnh thì um, có thể nói rằng là gói hỗ trợ 62.000 tỷ hiện nay tỉnh Nghệ An chúng ta đang hỗ trợ cho các đối tượng là người có công. Và sắp tới thì cái việc rà soát đối tượng người lao động cũng như là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì tỉnh đang tiếp tục rà soát để triển khai gói hỗ trợ này như thế nào? thứ nhất là tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai cái nghị quyết này thứ hai là tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách hỗ trợ của nhà nước trong cái đợt này thứ ba là tổ chức ra soát à, các nhóm đối tượng mà cơ bản chúng ta đã xác định được trước gồm ba nhóm đối tượng một là người có công với cách mạng hai là đối tượng bảo trợ xã hội ba là nhóm à, số người à, thuộc hộ nghèo hộ cần nghèo Thứ tư là à, giao sở tài chính cân đối nguồn để đảm bảo cho thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân. À, cho đến nay thì à, à, các địa phương cơ bản đã rà soát xong ba nhóm đối tượng đã tham mưu trình Ủy ban nhân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương hai đợt, tổng kinh phí là 300 tỷ đồng để cho các địa phương triển khai hỗ trợ cho trên 250.000 người thuộc ba nhóm đối tượng nói trên. Hiện nay thì Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng các ngành, các địa phương, các đơn vị đang tiếp tục triển khai cái kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại. Thưa ông Vinh Ngọc Quỳnh thì được biết trong 36.000 tỷ hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách thì có đến là 13 đến 14.000 tỷ đồng là tích từ ngân sách địa phương. Và theo ông thì nếu cân đối 50-50 đến -50 thì thực tế ở Nghệ An việc triển khai gói trợ an sinh xã hội này chỉ sẽ gặp những khó khăn gì theo thông tin từ Sở Tài chính cho biết thì hiện nay nguồn ngân sách tỉnh để cân đối 50% phải đối ứng với ngân sách trung ương chỉ đáp ứng được trên 50%. Tuy nhiên là chúng tôi cũng được biết là ngành tài chính đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân tỉnh có văn bản đề xuất trung ương hỗ trợ cho Nghệ An được cái phần mà cái số mà phải hỗ trợ cho các cho 11 huyện miền núi ngành tài chính cũng đã chủ động à, bố trí nguồn để đảm bảo cho các thuyền hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng theo quy định của chính phủ. Được biết thì từ thực tế tỉnh đang đề xuất chính phủ là đưa cái số lao động về nước tránh dịch vào cái đối tượng để được hỗ trợ thì theo ông thì việc này thì đang được tỉnh triển khai thế nào vì sao tỉnh ta lại có cái đề xuất như thế? Riêng nghệ an của chúng ta thì số lao động ở nước ngoài về trong đợt vừa rồi là khá nhiều trên 20.000 người có lao động trong hợp đồng và lao động không đi theo hợp đồng. Cái số này sau khi về nước thì hiện nay cũng đang ở các địa phương, đang mất việc làm, không có nguồn thu nhập. Từ thực tế đó thì ngành lao động cũng đã kiến nghị với Bộ Lao động và một, và Trung ương để xem xét, nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ. Bởi vì trong nghị quyết 42 là chưa có cái đối tượng này. Và để đảm bảo nhanh kịp thời nhưng phải đúng đối tượng thì theo ông là trong thời gian tới thì chúng ta phải tiếp tục triển khai các cái giải pháp như thế nào? trong thời gian tới thì chúng ta cần uh, trước hết để triển khai thực hiện tốt cái uh, chính sách hỗ trợ này thì cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác ra soát đối tượng phải làm chính xác ngay từ khâu đầu từ khâu lập danh sách đến khi xác nhận uh, cho đối tượng được hưởng cái chế độ này xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm uh, trục lợi chính sách này. Vâng à, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Quỳnh phó đốc sở lao động thương binh và xã hội. Ạ. À, thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng là đối với từng người thì chính sách hỗ trợ này có thể chưa đáp ứng một cách triệt để nhưng đây là một chủ trương đúng đắn và rất là nhân văn và tuy nhiên thì để thực hiện tốt chủ trương gói an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 thì cần có cái sự vào, hộ, vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành và chính quyền địa phương trong việc rà soát đối tượng đảm bảo chặt chẽ công bằng và đảm bảo không có cái tính trục lợi trong chính sách này và đến đây thì chuyên mục đối thoại với cử tri xin được kết thúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa hội đồng nhân dân tỉnh và đài phát thanh truyền hình nghệ an mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ email thời sự nghệ an NTV A com